Xin chào các bạn và các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài số 8 với chủ đề The World Around Us, Lesson 1, Period 2 trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới I Learn Smart World. Các bạn và các em thân mến, để chúng ta có thêm các bài giảng tham khảo, các bạn và các em hãy tìm chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và theo dõi. Trên kênh sẽ cung cấp các bài giảng tham khảo thuộc các môn văn hóa cơ bản. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với nội dung của bài học. Unit 8, The World Around Us, Lesson 1, Period 2, Grammar and Pronunciation. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất, Grammar. Nhiệm vụ A, Listen and Repeat. Nghe và nhắc lại. Ở đây là cuộc hội thoại giữa bạn A và bạn B. Một người A và một người B. Và chúng ta hãy nghe và nhắc lại những lời họ nói. Xin mời chúng ta cùng nghe. Unit 8, The World Around Us, Lesson 1, Track 30, Grammar, Listen and Repeat. Where should we go on our trip? We should go to White Eagle Cave. What can we do there? We can go rock climbing and swimming. Chúng ta nghe lại một lần nữa và nhắc lại, hay nói khác là nghe lại và đọc theo. Unit 8, The World Around Us, Lesson 1, Track 30, Grammar, Listen and Repeat. Where should we go on our trip? We should go to White Eagle Cave. What can we do there? We can go rock climbing and swimming. Và chúng ta lưu ý, ở đây, bạn A hay là người A nói, Where should we go on our trip? Người B trả lời, We should go to White Eagle Cave. Người A hỏi, What can we do there? Người B trả lời, We can go rock climbing and swimming. Và ở đây chính là cách sử dụng của động từ khuyết thiếu should trong việc gợi ý hay là khuyên bảo, là gợi ý nên đi đâu và làm gì. Và trường hợp thứ hai ở đây chính là sử dụng động từ khuyết thiếu can để nói về khả năng hoặc là chúng ta có thể làm gì. Bây giờ chúng ta sang từng nội dung một. Should dùng để hỏi và đưa ra lời khuyên. Can nói ra một điều có thể xảy ra và can't là cách nói phủ định không thể xảy ra. Chúng ta có thể ghi phần đóng khung ở đây và trong vở để làm phần nội dung chúng ta có thể sử dụng trong các tình huống cụ thể hoặc trong các bài tập phía sau. Chúng ta cùng vào phần ngữ pháp. Chúng ta vào phần một nhỏ với động từ should. Should dùng để đưa ra lời khuyên. Trong cấu trúc câu khẳng định, chủ ngữ should verb có nghĩa là khuyên ai nên làm gì. Ví dụ, We should go to Green Water Cave. Chúng ta nên đi đến công viên nước xanh. Trong trường hợp này, chủ ngữ chúng ta có thể thay đổi cho phù hợp. Should là động từ khuyết thiếu, đưa ra lời khuyên chúng ta để nguyên. Còn động từ và các từ chỉ các hoạt động đó chúng ta có thể thay đổi. Ví dụ, We should stay at home in the rainy day. Chúng ta nên ở nhà vào ngày mưa. Câu số 2. Mẫu số 2 chính là câu phủ định. Chủ ngữ shouldn't verb. Chủ ngữ shouldn't verb có nghĩa là khuyên ai không nên làm gì. Ví dụ, We shouldn't go hiking there. Chúng ta không nên đi leo núi ở đó. Hoặc là We shouldn't go outside in the rainy day. Chúng ta không nên đi vào ngày mưa. Cấu trúc thứ ba chính là cấu trúc câu hỏi. Để đặt câu hỏi, chúng ta đổi should lên trước chủ ngữ. Chúng ta lưu ý, để đặt được câu hỏi, chúng ta đổi should lên trước chủ ngữ. Chúng ta có cấu trúc như sau. Should chủ ngữ động từ. Có nên làm gì đó không? Và khi trả lời đồng ý, chúng ta trả lời yes chủ ngữ should. Nếu không đồng ý, chúng ta trả lời no chủ ngữ shouldn't. Ví dụ, Should I travel there? Tôi có nên đi đến đó không nhỉ? Yes, you should. Đó, bạn nên đến đó. Hoặc no, you shouldn't. Không, bạn không nên đi đến đó. Chúng ta sang phần sử dụng thứ hai, ngữ pháp thứ hai, đó là cách sử dụng của động từ khuyết thiếu can, có nghĩa tiếng Việt là có thể. Trong câu khẳng định là ai đó có thể làm gì, chúng ta dùng cấu trúc chủ ngữ can verb. Chủ ngữ có thể thay đổi động từ khuyết thiếu can để nguyên, và động từ chỉ hoạt động chúng ta có thể thay đổi cho phù hợp. Ví dụ, we can go kayaking, we can go hiking, vân vân. Đối với câu phủ định, chúng ta sử dụng cấu trúc chủ ngữ can't verb. Chúng ta lưu ý, nếu như ở câu khẳng định thì đọc là can, còn câu phủ định chúng ta đọc là can't. Động từ không thể làm gì. Ví dụ, we can't swim in that river. We can't swim in that river. Chúng ta không thể bơi được ở trong cái khu vực nước đó. Để đạt được câu hỏi, chúng ta đổi can lên trước chủ ngữ. Để đạt được câu hỏi, chúng ta đổi can lên trước chủ ngữ. Chúng ta có cấu trúc câu hỏi như sau. Can chủ ngữ động từ có thể làm gì không? Nếu có thể, chúng ta trả lời yes chủ ngữ can. Nếu không thể, chúng ta trả lời no chủ ngữ can. Ví dụ, can we swim there? Chúng ta có thể bơi được ở đó không? Nếu có, chúng ta trả lời yes you can, yes we can. Hoặc nếu không, chúng ta trả lời no you can't, no we can't. Đúng chưa nào? Thế và phần ngữ pháp này là phần ngữ pháp chủ điểm cho phần bài ngày hôm nay. Và vì thế, để ghi nhớ được, các em nên ghi vào trong vở, nhất là về cấu trúc và về nghĩa tiếng Việt của nó. Và cũng nên ghi ví dụ để chúng ta có thể thấy rằng là chỗ nào chúng ta có thể thay đổi và chỗ nào chúng ta phải giữ nguyên. Và lưu ý cách đọc should, shouldn't, can, can't. Các bạn lưu ý. Chúng ta cùng sang phần bài tập. Nhiệm vụ phần B, circle the correct modals. Hãy khoanh tròn động từ khuyết thiếu đúng. Ở đây chúng ta thấy có động từ khuyết thiếu can, can't, should, shouldn't. Và để lựa chọn được động từ khuyết thiếu đúng, chúng ta phải đọc và hiểu được câu hỏi. Câu số 1. The water is just too dangerous. Nước rất là nguy hiểm. Vì thế đương nhiên là gì ạ? Đã nguy hiểm thì can't, không thể được. We can't go kayaking. Câu số 2. The canyon is beautiful. Cái khe núi đó rất là đẹp. Mà đã khen đẹp rồi thì nên should. We should go hiking there. Chúng ta nên đi bộ đến đó. The bus comes in 5 minutes. Xe buýt đến trong vòng 5 phút nữa đấy. Vậy thì chúng ta sẽ phải dùng we can go back to the campsite. 5 phút nữa thì xe buýt mới đến, cho nên chúng ta có thể quay sửa lại khu đó một chút được. Tiếp tục câu số 4. We take the bus. Đi xe buýt. It's too slow. Nó chậm lắm. Let's go by train. Nên đi bằng tàu. Vậy thì khi mà nói chê là nó chậm rồi và gợi ý cho một phương án là đi khác, thì chúng ta nên chọn từ shouldn't. Chúng ta không nên đi bằng cái đó mà nên chọn một phương tiện khác. Câu số 5. We can stay at the campsite is closed. Nó chật lắm. Nó chật thì đã chật rồi thì có nên ở không? Không. We can't stay at the campsite. Không thể ở đó được. Nó rất là chật chội, đúng không ạ? Câu số 6. We should hoặc shouldn't go hiking there today. It's raining very hard. Trời mưa rất là to. Mà trời mưa rất là to thì có nên đi không? Không. Chúng ta nên chọn từ shouldn't. Bạn không nên đi. Chúng ta sang phần nhiệm vụ C. Complete the dialogue. Hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau. Để hoàn thành được đoạn hội thoại này, chúng ta cần phải đọc từ đầu đến cuối. Đọc từ đầu đến cuối. Để nhận thông tin, xem với những chỗ trống này thì chúng ta điền những từ nào hoặc là cụm từ nào cho phù hợp. Đây là cuộc nói chuyện giữa bạn Sam và bạn Mark. Vị trí số 1 được làm như một ví dụ. Chúng ta cùng xem. Where should we go on a trip? Chúng ta nên đi du lịch ở đâu? We should go to Blackwood Forest. Ở đây họ hỏi where should we go? Thì chỗ này chúng ta trả lời we should go to. Và câu trả lời đây là we can go hiking and rafting. Ở đây chúng ta thấy là có câu hỏi đây rồi đúng không? What can we do there? What can we do there? Bạn có thể làm gì được ở đó thì mới có thể gợi ý là làm những gì. Can we go swimming there? Chúng ta có thể bơi được ở đó không? Để trả lời được câu này, chúng ta phải đọc câu phía sau. It's too dangerous. Nó rất là nguy hiểm. Mà đã nguy hiểm thì no we can't. Không thể đi được. Không thể bơi được bởi vì nó nguy hiểm. Should I bring a coat? Tôi có nên mang theo áo mưa không? It's very cold tonight. Tối nay lạnh đấy. Thì có nên mang không? Đương nhiên là có. Nội dung câu đằng sau đã gợi ý cho chúng ta cách trả lời. Đúng không ạ? Yes, we should. Should you go by bus? Chúng ta còn nên đi bằng xe buýt không? It's really slow. Nó rất là chậm. Mà đã chậm thì có nên đi không? Đương nhiên là không. No, you shouldn't hoặc no, we shouldn't. Được chưa? Chúng ta có nhiều cách trả lời cho câu lựa chọn. Tuy nhiên, để lựa chọn được câu hỏi thì chúng ta phải nhìn vào câu trả lời hay là hiểu câu trả lời. Chúng ta đừng bao giờ nhìn vào đấy để trả lời ngay lập tức, mà hãy đọc hết thông tin trong phần câu trả lời để lựa chọn phần câu trả lời cho chính xác. Chúng ta sang nhiệm vụ D. Now practice the conversation with your partner. Và bây giờ hãy thực hành đoạn hội thoại với bạn của mình. Một bạn đóng vai Sam và một bạn đóng vai Max. Chúng ta cùng thực hiện đoạn hội thoại. Sau đó, sau khi mà thực hiện xong đoạn hội thoại lần thứ nhất, các bạn lại đổi vai cho nhau. Lúc trước bạn nào đóng vai Max thì bây giờ đóng vai Sam và cũng đọc lại phần bản hội thoại. Bài hội thoại này chính là nội dung và phần bài chúng ta đã điền ở bài tập C. Chúng ta thực hành nhiều lần để chúng ta, một, chúng ta quen với phần giao tiếp. Thứ hai, chúng ta có thể thuộc những từ mới ở trong này. Chúng ta sang phần 2, pronunciation, phần phát âm. Trong phần này, chúng ta sẽ học cách phát âm, nhấn mạnh vào âm đầu tiên cho hầu hết các danh động từ. Hay nói khác là trọng âm của những từ là danh động từ. Chúng ta sẽ nhấn mạnh vào âm đầu tiên. Trong trường hợp đây là các danh động từ, chúng ta cùng nghe và nhắc lại cho phần bài tập B. Hãy nghe những từ này, tập trung vào phần từ gạch chân. Chúng ta cùng nghe nhé. Unit 8. World around us. Lesson 1. Track 31. Pronunciation. Listen to the words and focus on the underlined letters. Camping. Hiking. Kayaking. Chúng ta cùng nghe và nhắc lại. Unit 8. World around us. Lesson 1. Track 31. Pronunciation. Listen to the words and focus on the underlined letters. Camping. Hiking. Kayaking. Và chúng ta thấy là khi mà nhấn trọng âm vào âm đầu tiên thì âm đó sẽ cao hơn, dài âm hơn và rõ, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sang phần bài tập C. Listen and cross out one with the wrong word straight. Hãy nghe và gạch bỏ một từ. Và từ này khi mà phát âm thì họ đã nhấn âm sai. Hay nói cách khác là khi nhấn âm, họ đã không nhấn âm vào đúng theo quy tắc. Đó là phần danh động từ, hay nói khác là động từ để ở dạng verb in. Thì trọng âm sẽ nhấn vào âm đầu tiên. Bây giờ chúng ta cùng nghe và xem âm nào đã bị phát âm sai. Unit 8. World around us. Lesson 1. Track 32. Pronunciation. Listen and cross out the one with the wrong word stress. Playing. Rafting. Chúng ta đã thấy là âm playing họ phát âm đúng, nhưng phần rafting đáng nhẽ đọc là rafting thì họ là rafting. Thế là nhấn sang phần đuôi ing, và trong trường hợp này như thế phần trọng âm đã bị sai. Để phát âm được những âm này đúng và quen với việc phát âm của những danh động từ, hay nói cách khác động từ thêm đuôi ing có hai âm tiết, chúng ta hãy đọc lại những từ có trong phần B và từ playing có trong phần C. Chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần, chúng ta sẽ có thói quen về phát âm của những từ có hai âm tiết khi được thêm đuôi ing. Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung tiết số 2 trong lesson 1, trong bài số 1 của chủ đề The World Around Us. Xin chào các bạn và các em. Hẹn gặp lại chúng ta vào các bài học sau.